Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 189. Chương 1881, Ngọn núi đầu tiên, 1. Từ xa nhìn lại, màn trời của cấm khu nổ vang, trường thương như cường long bay ra từ trước người Hứa Thanh. Trên thân nó lập lòe hắc mang diệt thế, uy thế mạnh mẽ không gì sánh được, giống như có thể toái diệt hết thảy. Càng cuốn lên biển lửa trải dài dưới mặt đất, bay tới màn trời. Tốc độ cực nhanh, giống như sao băng phá vỡ bầu trời mà đi. Còn có hồn ti đến từ đỉnh núi, giờ phút này cũng ngay lập tức đuổi theo, cùng biển lửa ra chỉ phía trên trường thương, khiến cho cây thương lộ ra mũi nhọn trước đó chưa từng có, làm cho người khác không thể né tránh hay là chống cự. Thần sắc của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nọ hoàn toàn đại biến. Khí tức này, đây là cấm binh. Tộc quần cường đại khiến cho năng lực nhận thức cùng với tính chất lịch sử nguyên vẹn cũng sẽ càng nhiều hơn, cho nên tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức nhận ra trường thương đang bay đến. Loại nhận thức đó cũng khiến cho nội tâm của gã cuộn trào, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Nhưng bây giờ gã không kịp suy tư quá nhiều, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến máu thịt toàn thân gã đều rung động lắc lư. Cảm giác tử vong từ trong ra ngoài, từ ngoài tới trong, lan tràn khắp người gã. Gã muốn tránh nhưng lại không cách nào làm được, bản năng của sinh mệnh khiến gã hiểu được, đối mặt với trường thương hủy diệt đang đến, chỉ cần mình lui ra phía sau một bước, sẽ lập tức bị trấn áp tâm thần. Một khi khí thế bị áp bách, vậy thì gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thanh trường thương đó thiên địa không dung, thiên đạo không đồng ý, thuộc về một trong cấm binh cổ xưa nhất của đại lục vọng cổ, nó bị phong ấn bên trong công pháp hoàng cấp. Đối mặt với loại cấm binh cổ xưa này, càng sợ hãi sẽ càng bị hủy diệt nhanh hơn. Cho nên, hai mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lập tức đỏ thẫm, phát ra tiếng gào thét, tự mình phun ra máu tươi để hình thành huyết cấm pháp. Đám máu tươi nháy mắt hóa thành huyết vụ, hình thành hình cung phòng hộ phía trước người gã, đồng thời có thể thấy được trong huyết vụ hiện ra rất nhiều gương mặt vạn tộc. Số lượng không dưới 1.000, đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ, riêng phần mình thiêu đốt, dốc hết toàn lực. Nhưng hiển nhiên chỉ có như vậy vẫn còn chưa đủ. Cho nên vào lúc nguy cơ trước mắt, lực lượng thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên bốc lên toàn bộ. Chỉ trong khoảnh khắc hai tay của gã đã trở lên vừa thô vừa to vô cùng, gã giơ lên nhấn một cái về phía trước. Trên người gã chợt khuếch tán ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một màn hào quang, tạo thành tầng phòng hộ thứ hai. Còn có một đạo bạch quang cấp tốc bay ra từ mi tâm của gã, hình thành mệnh thần pháp, hóa thành một bức tượng thần sừng sững đứng sau lưng gã. Tượng thần này hình người, nhưng toàn thân đều là lông vũ màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Tượng thần giơ hai tay lên, tạo thành tư thế bao bọc, ôm tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên vào bên trong, toàn lực đối mặt. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, dĩ nhiên trường thương màu đen đã phá vụn hư vô. Đã đến, khí thôn sơn hà, tiếng rít như sấm, trường thương đâm về sương mù màu máu trước mặt tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Một khắc đụng chạm, sương mù nổ vang và cuộn mình kịch liệt, muốn chống cự uy thế của cây thương, nhưng không cách nào làm được. Dù cho toàn bộ gương mặt trong đó đều thiêu đốt cũng đều vô ích. Trong chớp mắt, từng gương mặt phát ra tiếng kêu rên thê lương, bay màu giống như xám tro, trực tiếp bị làn gió trường thương cuốn đến thổi tan. Cùng nhau tản đi còn có bản thân sương mù màu máu, toàn bộ tán loạn không chịu nổi một kích. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức gặp phải cắn trả, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng đây chỉ là bắt đầu với gã mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương màu đen hung hăng đâm vào tầng phòng hộ thứ hai trên màn hào quang màu vàng của tên tu sĩ nọ. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời. Màn hào quang màu vàng vỡ vụn, lan tràn vô số khe hở, chỉ giữ vững được một hơi đã chia năm xẻ bảy, tan vỡ. Sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt trắng bệch, không cách nào kiềm chế phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương màu đen mang theo thế tuyệt sát, lấy thế cương mãnh tuyên cáo không thể ngăn cản, trong tiếng rít vang khắp trời, đâm vào trên pho tượng màu trắng do mệnh thần thuật của tên tu sĩ Viêm Nguyệt biến thành. Vào thời khắc này, từ trên trường thương cũng phóng thích ra sức mạnh cùng uy nghiêm. Lửa màu đen, hồn ti màu đỏ, cấm binh đánh đâu thắng đó, chúng nó phối hợp cùng một chỗ tạo thành trùng kích và hủy diệt. Mặc dù không phải là không thể ngăn cản, nhưng hiển nhiên tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này không nằm trong số đó. Cho nên, theo âm thanh điếc tai nhức óc truyền khắp toàn bộ cấm khu,
Mệnh thần tượng của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên giống như một món đồ sứ vậy, bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân hình, tiếp theo là phần đầu, từng bộ phận hóa thành vô số mảnh vỡ bay về phía sau, lộ ra tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên được bảo hộ ở bên trong. Nét mặt của gã còn lưu lại hoảng sợ lúc trước, cũng không chờ gã có biến hóa gì, trường thương màu đen đã xuất hiện ở lồng ngực của gã. Xông thẳng tới, trường thương đâm rách làn da, lọt vào trong máu thịt, xuyên thấu qua phía sau lưng, trực tiếp xuyên suốt, nhưng lại không rời đi. Mà là dưới dư lực trùng kích, kéo theo thân thể của tên tu sĩ đó theo về phía hướng tiến tới nguyên bản của trường thương, bay trên màn trời. Mặc dù thoạt nhìn thân thể của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lúc trước có vẻ tôn quý, nhưng giờ phút này lại giống như một con búp bê vải bị hỏng, rách tung tóe, thân bất do kỷ. Cho đến hơi thở tiếp theo, bầu trời ầm ầm, trường thương màu đen cuốn tên tu sĩ nọ, trực tiếp ghim trên màn trời. Chương 1882, Ngọn núi, đầu tiên, 2. Cảnh tượng này quả thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bầu trời vốn là hư vô, không phải là vật thực tế. Cho nên không cách nào giống như ngọn núi, bị trường thương ghim lên phía trên, nhưng dưới mắt chính là như thế. Dường như ở trước mặt trường thương màu đen, màn trời cũng đã trở thành tồn tại thực chất. Vì vậy chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên cứ thế bị đính giữa không trung, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra đầy người, sau đó đọng thành từng giọt rơi xuống đại địa. Thân sắc của gã uể oải, nét mặt đắng chát, hai mắt dần dần mất đi ra sức lực mở ra, nhưng gã vẫn cố dùng sức mở mắt ra, nhìn tới. Hứa Thanh với vẻ mặt bình tĩnh đứng trên vùng đất. Thân ảnh đó để cho gã không cách nào quên. Lúc trước gã vốn tưởng rằng tên mập mạp xuất thủ đầu tiên mới là người mạnh nhất cũng là thần bí nhất trong cả hai. Dẫu sao kẻ có thể nắm giữ cửu tức phục khí thuật của Viêm Nguyệt, bản thân nhất định tồn tại bí ẩn. Nhưng bây giờ gã lại không cho là như vậy. Mạnh nhất là người chỉ đánh ra một thương đó, cấm binh. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên thì thào, cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn Hứa Thanh, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Vào thời khắc này, thân thể của gã xuất hiện vô số vết rách, tất cả dấu vết đều lấy ngực làm đầu nguồn, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể hóa thành trên trăm khối, rơi xuống đại địa, giống như hình thần câu diệt. Mắt thấy như vậy, nhưng một khắc sau, Hứa Thanh khẽ di một tiếng, chợt túm trường thương màu đen trên trời màn ra. Mà đúng lúc này, những máu thịt rơi từ trên màn trời xuống bỗng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ chúng nó bạo phát ra chấn động truyền tống. Chúng nó đang dịch chuyển, còn có thể chạy như vậy sao? Đây là thuật mới của Viêm Nguyệt hả? Ta cũng muốn học. Đội trưởng thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, bỗng nhiên mở to miệng khẽ hấp về phía đám máu thịt bắt đầu mơ hồ. Mà giờ phút này bóng đen trên khắp cả vùng đất cũng chợt lao ra, giống như chờ đợi đã lâu. Chính là tiểu ảnh lan tràn đến nơi đây. Nó cùng đội trưởng, đồng thời triển khai ra thủ đoạn của riêng mình. Trường thương màu đen cũng đồng thời bay tới, thói quen xuất thủ của Hứa Thanh đó là có thể giết nhất định phải giết chết, không lưu kẻ sống. Mà ba phương bọn họ bộc phát lực lượng, cũng khiến cho xác suất truyền tống thành công của đám máu thịt trở nên không thể nào. Trong thời gian ngắn, có bốn thành máu thịt dưới hấp lực cực lớn của đội trưởng bị dẫn dắt ra khỏi truyền tống, bay thẳng đến trong miệng đội trưởng. Mà tiểu ảnh bên đó ra tay càng kỳ lạ hơn, nó truyền ra âm thanh lẩm bẩm. Tam nguyên dưỡng dục cửu khí bố hóa ngũ trần hình tạng thất tinh tác khiếu, chúng sinh hồn đầu tới chống đỡ tam thước tinh quang đại diệu, minh ám ta không. Ngữ điệu của câu này khi thì lên cao lúc lại than nhẹ, một hồi gấp gáp lát sau, lại chậm chạp, sau khi tổ hợp cùng một chỗ khiến cho những câu đó tràn đầy cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu của nó, đã có hai thành máu thịt lập tức thiêu đốt, trở thành hỏa diễm bị đưa ra khỏi truyền tống, dung nhập vào trong cơ thể tiểu ảnh. Về phần còn lại, trường thương màu đen của Hứa Thanh gào thét tới, hắc hỏa lan tràn, hồn ti lượn lờ toái diệt hết thảy. Cuối cùng toàn bộ máu thịt không có một khối nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều tan biến trong thiên địa. Bốn phía im lặng, sau đó đội trưởng bên đó nhai nhai nhấm nuốt vài cái, nhìn Hứa Thanh, người này là một cái phân thân. Tiểu ảnh bên đó cũng truyền ra cảm xúc chấn động, báo cho Hứa Thanh biết nó có thể cảm thụ khí tức của đối phương trong phạm vi nhất định. Không sao, lần sau gặp phải cứ tiếp tục giết chết là được. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, quay đầu giơ tay phải lên, lần nữa đặt trên cấm sơn huyết sắc bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên. Thân núi nổ vang,
mà tiểu ảnh cũng đã lan tràn toàn bộ cấm khu. Theo động tác của Hứa Thanh, nó cũng bắt đầu lần bộc phát cuối cùng, điên cuồng thôn phệ. Cấm khu chấn động, tiếng kêu rên dần dần yếu ớt, cảm giác bài xích chậm rãi giảm xuống. Thả mắt nhìn đi, hình thái của cả mảnh cấm khu càng lúc càng mờ nhạt và mơ hồ, vị trí biên giới đã hoàn toàn tan biến. Nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Hứa Thanh không kiên nhẫn, tản hồn ti tới gia trì cho tiểu ảnh. Trong quá trình này đội trưởng cũng chỉ đứng nhìn, có chút ngoài ý muốn nhưng y không hỏi. Bởi vì giờ phút này y đang toàn lực tiêu hóa máu thịt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ, tìm kiếm phương pháp có thể truyền tống mảnh vỡ. Cho đến 2 canh giờ sau, tiểu ảnh kết thúc thôn phệ. Hết thảy mọi thứ bên cạnh Hứa Thanh và đội trưởng đã trống rỗng. Chỉ có một ngọn núi lẻ loi trơ trọi trôi nổi trên mặt đất một xích. Toàn bộ cấm khu biến mất, đại địa một mảnh màu xám. Trong màu xám có một đoàn bóng đen nhúc nhích như dòng sông kéo dài về phía Hứa Thanh. Cuối cùng trở về dưới chân Hứa Thanh, sau đó truyền ra một tiếng ợ, tiếp theo phun ra một ngọn lửa màu nâu khoảng móng tay. Ngọn lửa này trôi lơ lửng ở phía trước Hứa Thanh, sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra phía ngoài lúc lại cấp tốc co rút về, hình như cực kỳ không ổn định. Bầu trời bởi vì nó mà động, nhanh chóng đen nhánh, lập tức có tiếng sấm truyền đến, từng đạo tia chớp chạy ở bên trong, giống như bị thu hút lan tràn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng linh hồn dồi dào như biển tràn ra từ bên trong bóng của Hứa Thanh. Chủ, phong phú. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cẩn thận thu ngọn lửa màu nâu, hắn biết rõ lai lịch cũng như sự nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ, Hứa Thanh vung tay phải lên, tòa cấm sơn huyết sắc ầm ầm dựng lên trên không, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu Thanh, đám muỗi nọ còn ở trên đó không? Thả chút ra đi, vừa xong ta cảm giác vẫn còn hơi đau, cần gia trì thêm chút hiệu quả nữa. Trưởng đưa mắt nhìn cái bóng của Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng thân thể mập mạp. Đại sư huynh, Tinh Viêm Thượng Thần nói cho ta biết, khâu thứ nhất của trận đại săn bắn là chuyển núi. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1883, Huyền Thiên Tướng, 1. Một khắc phân thân của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tử vong. Bên trong vực thứ 6 ngoài Viêm Nguyệt cách chỗ cấm khu Hứa Thanh cùng đội trưởng ba vực, có một trận chém giết kịch liệt đang tiến hành đến khâu cuối cùng. Người ra tay là hai tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thân hình cả hai đều tới cao tới mấy trượng, tóc vàng mắt vàng, toàn thân bốc lên cảm giác thần thánh, phía trên mỗi người đều có ba tòa cấm sơn nổi lơ lửng tràn ra dị chất nồng đậm. Cả hai giao thủ với nhau, nương theo phong lôi gào thét, âm thanh chẳng những truyền ra bốn phương, càng có quy tắc và pháp tắc va chạm. Bốn phía cũng không thiếu tu sĩ tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang đứng xem thế nào. Giờ phút này, theo một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình của một tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang đối chiến bỗng tan vỡ. Chia năm xẻ bảy, máu tươi văng tứ tán, đồng thời đầu người bị tên còn lại cầm lên, đưa tới trước mặt. Biết rõ đó là cấm khu mà ta đã xác định và đánh dấu, còn dám tới lấy cấm sơn đi. Kẻ giết người nhàn nhạt mở miệng. Vân Phàm Tử, phân thân của ta tặng cho ngươi đấy, nhưng mà trên đường ngươi đi đến thần sơn, bản thể của ta sẽ đến tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo tồn toàn bộ cấm sơn hoàn hảo. Đầu lâu nọ nhìn qua tên giết người, truyền ra giọng nói trầm thấp. Thần sắc của tên tu sĩ được gọi là Vân Phàm Tử như thường, vung tay ném đầu người nọ tới giữa cấm sơn trên không trung. Theo thân núi nổ vang sinh ra uy áp, đầu người nọ nhanh chóng mục nát, cuối cùng hóa thành cho bụi, nhưng cũng không tiêu tán mà tràn ra dấu hiệu truyền tống, cùng với những mảnh vụn thân thể trên mặt đất truyền tống rời đi. Vân Phàm Tử không để ý tới, giơ tay lên chảo một cái, ba tòa cấm sơn xa xa lúc đầu vốn thuộc về kẻ đã chết bay tới và vờn quanh phía trên gã. Từ xa nhìn lại, sáu tòa núi lớn sinh ra dị chất vô cùng đậm đặc, hình thành khói đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình. Những người xem bốn phía đều cúi đầu, đối với bọn họ mà nói, tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên chiến đấu, tộc quần phụ thuộc không có tư cách tham dự. Nhất là trong thời điểm đại săn bắn lại càng là như vậy. Mà có thể nói bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên người người đều là thiên kiêu, bất kỳ một ai đều có phương pháp kinh người. Đây cũng là lý do tại sao toàn bộ tộc phụ thuộc trong vô số năm qua, sau khi lần lượt cúi đầu, cũng lựa chọn thần phục từ trong tâm khảm. Vân Phàm Tử đến giữa không trung, đảo mắt nhìn qua đại địa. Gã chướng mắt những tộc quần phụ thuộc phía dưới, chỉ khẽ quét qua sau,
đó muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, thân hình đang đi về phía trước của gã đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu nhìn về xa xa. Trong chốc lát sắc mặt cũng có chỗ cải biến, gã cảm nhận được một đạo phân thân mình xuất ra đi tới những cấm khu trong vực khác đã biến mất. Bình thường mà nói, thân là bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù phân thân chết rồi cũng sẽ truyền tống bản nguyên về, giống như tên vừa xong chém giết cùng gã, sau cùng cũng truyền tống toàn bộ máu thịt đi. Đây là ăn ý giữa tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trừ phi gặp sinh tử đại thù, nếu không bổn tộc sẽ không xóa đi bản nguyên của đối phương. Đại đa số đều có chỗ kiềm chế, tạm gác lại cuối cùng tới săn giết thần vực mới có thể chân chính liều toàn bộ. Trong khâu thứ nhất đã xuất hiện tình huống bản nguyên phân thân tiêu tán cũng không thấy nhiều. Là ai? Ánh mắt của Vân Phàm Tử âm trầm, hư lạnh một tiếng, bước đi về phía phân thân tử vong. Cùng lúc đó, phương vị mà gã đang đi tới, trên bầu trời bên ngoài mấy vực, Hứa Thanh và đội trưởng đang đi tới trước. Trên đường đi, đội trưởng vẻ mặt chua chát, thỉnh thoảng lại nhìn Hứa Thanh, không nói một câu nào. Lúc đầu Hứa Thanh còn bình thường, nhưng sau khi bị nhìn một chút hắn cũng có chút bất đắc dĩ, lấy ra một quả quýt từ trong túi trữ vật ném tới. Đại sư huynh, ngươi ăn quýt không? Đội trưởng theo bản năng giơ tay lên tiếp nhận, nhưng vừa nghe lời này, chua xót trong lòng rút cuộc không đè nén được nữa, mở miệng nói ra những lời lẽ nghiêm khắc. Tiểu Thanh à, thân là nam nhân, phải dựa vào thực lực của bản thân, ỷ lại nữ nhân gọi gì là hảo hán, tuấn tú phong độ còn có thể ăn thay cơm sao? Hứa Thanh nghe vậy, uốn nắn một chút. Vị ấy không phải nữ nhân, đó là thượng thần. Đội trưởng hít sâu, khinh thường mở miệng. Thượng thần thì giỏi hơn người hả, lão tử cũng từng làm thần, cũng chỉ như vậy đi. Hứa Thanh nghe thế câu này, chỉ có thể trầm mặc. Mà sự chua xót của đội trưởng hiển nhiên vẫn còn, cho nên trên con đường tiếp theo, y thỉnh thoảng lại truyền ra một chút những lời kinh thiên động địa. Cứ như vậy, theo bọn họ đi tới, nửa tháng trôi qua. Nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên đã xuất hiện trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì có truyền tống cấp vực, loại truyền tống này không phải tu sĩ tầm thường có thể sử dụng, cần thân phận đặc biệt mới được dùng, ví dụ như tư cách đại săn bắn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của đội trưởng, cần tốn thời gian lâu hơn mới có thể đi đến được nội vực, nhưng Hứa Thanh lấy ra lệnh bài. Đây cũng là đầu nguồn khiến đội trưởng càng thêm chua xót trên đoạn đường tiếp theo. Cho đến bây giờ, nhìn thấy nội vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đội trưởng thân thể vẫn còn có chút mập mạp mới miễn cưỡng cưỡng thở dài. Lấy ra một quả đào hung hăng cắn một miếng, vừa định mở miệng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía bầu trời xa xa. Hứa Thanh tương tự ngẩng đầu, nơi ánh mắt nhìn tới, lấy mắt thường, có thể thấy bầu trời của nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang nhanh chóng trở lên đỏ thẫm. Từng trận uy áp kinh khủng lan tràn theo hồng mang, khuếch tán về bát phương, giống như chỗ cuối cùng của mảnh đỏ thẫm. Có một con quái vật khổng lồ đang gào thét đi tới màn trời phía trước. Sau một lúc lâu, con quái vật khổng lồ đó chậm rãi chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Chương 1884, Huyền Thiên Tướng 2. Đó là một cái đầu dị tộc, làn da màu nâu, đầu có song giác, tổng thể hình bầu dục, trên lỗ mũi sỏ một chiếc hoàn. Trước mặt có 7 mắt. Có thể thấy trong giữa mắt xám trắng khô héo có thân ảnh tu sĩ đang khoanh chân đả tọa. Mỗi một cái đều là tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, khí thế kinh người. Mà cái đầu cực lớn đó không khác gì thành trì vậy, dù cách rất xa cũng có thể khiến người ta nhìn thấy, hồng mang bốn phía chính là tràn ra từ bên trong cái đầu đó. Tộc của cái đầu đó thì Hứa Thanh không biết, nhưng hắn có thể thông qua uy áp cái đầu tràn ra, cảm nhận được ý niệm uẩn thần lưu lại. Kia tựa hồ là một cái đầu của đại năng uẩn thần. Quan trọng nhất là, bên trên còn tràn ngập một chút cảm giác thần linh, sau khi Hứa Thanh cảm thụ, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng giờ phút này, cái đầu dường như bị luyện chế thành một kiện pháp bảo, tuy trên đỉnh đầu có vài sợi tóc dài héo rũ phấp phới, nhưng chính giữa lại có một mảng lớn khu vực không có tóc. Chỗ đó lại được xây dựng lên từng tòa kiến trúc, còn có thể thấy đám người hối hả ở bên trong. Như là phiên chợ, từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng có người bay ra, hóa thành cầu vồng đi xa. Và lại theo nó đi đến, gió lớn từ trời phả xuống, dấy lên phong bạo trên mặt đất, thân ảnh của hai người Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng không khỏi hạ xuống một chút. Thế mà lại gặp Huyền Nguyệt Phường, đội trưởng nghiêng người ngóng nhìn, dần dần nhận ra, sau đó trong mắt lộ ra hồi ức và vui mừng. Huyền Nguyệt Phường, Hứa Thanh nhìn đội trưởng, nghe Hứa Thanh mở miệng hỏi, đội trưởng hất cằm lên, thượng thần không nói cái này cùng ngươi hả?
Hứa Thanh trừng mắt nhìn qua, biết rõ trên đường trong lòng của đại sư huynh rất chua xót, vì vậy lắc đầu, lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trong lòng của đội trưởng cũng thoải mái một chút, đắc ý truyền ra lời nói. Huyền Nguyệt Phường là phương thức phiên chợ đặc thù của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bọn họ thường thường không cố định chỗ ở, đều là quay xung quanh ba tòa lều lớn tư quyền di động mà đi. Mà Huyền Nguyệt Phường chính là kinh doanh đặc sắc đối ngoại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Về phần bản thân cái đầu đó, nhìn khí tức thần linh trên người nó, thứ đồ chơi này đại khái khả năng đến từ thần vực. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất thích vào lúc đại săn bắn xé mở một cái thần vực, sau đó xâm nhập vào săn giết. Ngươi nói bọn họ tìm đường chết, nhưng mỗi lần bọn họ đều thành công. Ngươi nói bọn họ không tìm đường chết, đó dù sao cũng là thần vực. Cũng không biết liệu một ngày nào đó, ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh có chọc phải tồn tại không thể trêu chọc, đến lúc đó bị một cái tát chụp chết hay không nữa. Đội trưởng thổn thức cảm khái, thì thầm một câu. Nếu thật sự có ngày đó, tốt nhất một tát chụp chết lão nương Nguyệt Viêm trước, lại một tát chụp chết tiểu hồ ly lẳng lơ Tinh Viêm. Hứa Thanh trầm mặc. Đội trưởng nói xong, hình như đáy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi có lệnh bài đại săn bắn, chúng ta có thể đi vào đó, đi, chúng ta vào bên trong nhìn xem có vật gì tốt không. Nói xong, thân thể đội trưởng nhoáng một cái bay thẳng đến Huyền Nguyệt Phường nơi xa, Hứa Thanh cũng hóa thành cầu vồng đi sau, theo họ tới gần, uy áp đến từ Huyền Nguyệt Phường càng cường liệt. Mà không khí hối hả trong đó cũng càng dần càng rõ ràng, thậm chí từ xa xa Hứa Thanh đã nhìn thấy rất nhiều cửa hàng cùng với quầy hàng. Điều này cũng khiến hắn nghĩ tới quỷ phường, cũng là cái đầu và là phường thị, cả hai có chỗ tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết đây là trùng hợp hay có ẩn chứa bí ẩn gì. Vì vậy hắn cảm giác tiểu ảnh một chút, năm đó cái đầu ở quỷ phường nọ chính là bị tiểu ảnh hấp dẫn. Mà tiểu ảnh bên đó sau khi hấp thu cấm khu lúc trước, giống như đang ngủ đông để tiêu hóa. Cứ như vậy theo Hứa Thanh và đội trưởng tới gần, Huyền Nguyệt Phường trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn, mắt thấy khoảng cách giữa nhau còn chưa tới ngàn trượng. Một tiếng gầm nhẹ khiến cho thiên địa biến sắc, xuyên kim liệt thạch, dẫn động vô số sấm sét, thậm chí ngay cả hư vô cũng đều dấy lên gợn sóng, truyền ra từ bên trong Huyền Nguyệt Phường. Theo âm thanh vang vọng, một con hung thú kỳ dị xông ra từ bên trong Huyền Nguyệt Phường. Hung thú này không lớn, chỉ có 100 trượng, vừa vặn trên uy áp lại không kém bao nhiêu so với cái đầu, tu sĩ tầm thường liếc mắt nhìn, tâm thần sẽ lay động, giống như bị nhiếp hồn vậy. Con thú có thân hình như sói, tổng thể màu xanh đen nhưng lại có mai rùa trên lưng, mặt như lệ quỷ, đỉnh đầu còn có bộ lông màu trắng tản ra, thoạt nhìn rất quỷ dị. Mà mặt quỷ trên người nó không phải một, là 6 chiếc mặt quỷ. Ngoại trừ đầu, trên đầu gối tứ chi của nó còn có chỗ cuối cùng của cái đuôi cũng đều có mặt quỷ dữ tợn hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Càng có tiếng gào thét gầm nhẹ, truyền ra từ trong miệng 6 mặt đó. Phía dưới cũng càng kinh người, đó là một biển quỷ hồn trống rỗng xuất hiện. Nó rõ ràng là vòng quanh biển quỷ hồn mà đi, dường như những nơi nó đi qua, đại biểu cho tử vong cùng hạo kiếp. Về phần giữa đám tóc trắng trên đỉnh đầu, có một người đang đứng. Người này mặc chiến giáp từ kim, thân thể cao lớn, một đầu tóc vàng tung bay theo gió, mắt sáng như đuốc, giống như có thể thiêu cháy hết thảy sinh linh nhìn gã. Càng có chấn động uẩn thần bốc lên ở trên thân người, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời điều khiển con thú vật dữ tợn và lại kỳ dị rời khỏi Huyền Nguyệt Phường, gào thét đi tới. Bầu trời xa xa, bên trong Huyền Nguyệt Phường, toàn bộ tộc nhân Viêm Nguyệt nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt nhao nhao lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái. Trong lòng Hứa Thanh tương tự xuất hiện gợn sóng, giờ phút này còn đội trưởng cũng nhỏ giọng truyền âm. Ta biết rõ con hung thú kia, tên gọi là quỷ sa. Người ở trên thì ta chưa thấy qua, nhưng tu sĩ mặc chiến giáp tử kim chỉ có một loại, Huyền Thiên Tướng. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1885, xin được đoàn viên, 1. Tử kim của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khác biệt với nhân tộc chúng ta, bọn họ là lấy khí vận để rèn kim, lấy giết chết sinh vật của thần vực để làm tài liệu. Phối hợp với mấy trăm tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Tế Hiến, cuối cùng hóa huyền thành tử, hình thành một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn tới đạo thân ảnh kinh khủng trên bầu trời, nhỏ giọng mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, bên trong ngôn từ cũng có một tia thổn thức. Năm đó thiếu chút nữa là ta đã có thể cầm được một bộ tử kim huyền thiên giáp.
Ta nói cho ngươi biết nhé Tiểu Thanh, bộ giáp này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không chỉ là tiêu chí thân phận, bản thân nó cũng là một kiện có thể so với pháp bảo cấm kỵ. Và lại còn là loại tốt nhất, uy năng căn cứ chém giết sinh vật thần vực mà không giống nhau. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên tướng đang đi xa, khát vọng trong mắt nồng đậm tới mức độ muốn hóa thành thực chất. Hứa Thanh tương tự nhìn theo, hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của bộ áo giáp tử kim đó. Nhất là một khắc bộ giáp đó xuất hiện, cảm giác hồn trong cơ thể tràn ra bị áp chế, bởi vậy càng có thể nhìn ra được sự phi phàm của tử kim Huyền Thiên giáp. Còn có con quỷ sa nọ cũng là một tiểu thú rất tốt, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có một vực đặc thù, Viêm Nguyệt xưng nó là Sơn Hải vực. Giọng truyền âm của đội trưởng vẫn còn tiếp tục. Tên là Sơn Hải, nhưng trên thực tế thì bên trong đều là các loại dị thú hội tụ, tạo thành một vực đầy thú vật. Vô số năm qua, bất kể thú vật của bản thân vực đó hay là thú vật Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bắt từ bên ngoài, dưới quá trình tích lũy cùng sinh sôi nảy nở và biến hóa, bây giờ chẳng những số lượng kinh người, càng có quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng. Tạo thành rất nhiều hung thú có đủ các loại khả năng quỷ dị, bộ tộc quỷ sa chính là thứ nhất. Nghe nói chúng nó phệ hồn mà sống, sau khi phát triển tới trình độ nhất định có thể khiến hồn hải tiến vào mộng hải, giết người vô hình, vì vậy dân gian nhiều nơi còn xưng con thú này là mộng yểm. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, quan trọng nhất là ăn rất ngon. Có lẽ tin tức của ta hơi lỗi thời, nhưng ở trong trí nhớ cả đời nọ của ta, bên trong lịch sử ghi chép, quỷ sa chỉ có 2 lần bị người khác thuần phục thành công. Trong mắt Hứa Thanh chớp động tia sáng, hắn nghĩ tới khâu thứ hai trong đại săn bắn mà Neholy nói, dựa theo tin tức của đội trưởng, hiển nhiên nơi tiến hành khâu thứ hai khả năng lớn chính là Sơn Hải thú vực. Vì vậy Hứa Thanh hỏi một câu, đại sư huynh, bên trong Sơn Hải vực còn có dị thú nào bài danh cao không? Đội trưởng đang đắm chìm về mỹ vị của quỷ sa trong ký ức, nghe vậy bỗng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bài danh có, nhưng thời gian quá lâu nên ta không nhớ rõ toàn bộ, chỉ nhớ rõ cả đời đó của ta, quỷ sa thú liệt vị thứ 9. Còn liệt vị thứ nhất gọi là cửu lê, tiếc là ta chưa thấy qua, nghe nói người nhìn thấy cũng cực ít. Cho nên miêu tả về nó cũng không lưu truyền quá nhiều, thần Sơn đưa ra tin tức cũng chỉ nói rằng con thú này có dạng 9 cái đèn lồng, không kể tỉ mỉ. Nói đến đây đội trưởng thở dài, năm đó ta từng tưởng tượng nếu như mặc vào tử kim Huyền Thiên giáp, đạp trên đầu cửu lê thú, vừa ăn thịt quỷ sa, vừa khí thế như cầu vồng trở lại nhân tộc, người khác trông thấy nhất định sẽ phải chấn động, nhưng thật đáng tiếc, đều tại lão nương nó. Đội trưởng nghiến răng, mắng mấy câu. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết rõ lão nương trong miệng đội trưởng là ai. Về phần đối phương miêu tả tràng cảnh trở về nhân tộc như vậy, Hứa Thanh không có cùng kiến giải, hắn cảm thấy nếu mặc thành như vậy trở về nhân tộc, khả năng người khác sẽ chấn động, đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có một khả năng nhất định, đó là rời đi một bộ phận cừu hận của tộc quần tới đây. Nhưng mà đội trưởng vui vẻ là được rồi, Hứa Thanh sẽ không quấy rầy sự tiếc nuối của y, ngay khi đang muốn hỏi về những thứ khác. Trong nháy mắt tiếp theo thần sắc của Hứa Thanh bỗng biến đổi, chợt quay đầu nhìn tới chân trời phía Huyền Thiên tướng rời đi. Chỗ đó bất chợt nổi lên phong lôi từ xa mà đến, trong chốc lát không ngừng truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tạo thành vô số đạo khe hở rập rạp, giống như một mặt gương bị đánh nát nhưng vẫn chưa vỡ tứ tán ra ngoài. Mây mù cũng chợt bị xé rách, một đạo âm thanh thê lương truyền đến từ hư vô, những nơi đi qua có đủ lực lượng xuyên kim liệt thạch, bén nhọn tột cùng, dấy lên cả phong bạo. Đại địa chấn động, Huyền Nguyệt phường giữa không trung cũng hơi có chút dừng lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo giống như do sương mù tạo thành, xuất hiện từ nơi truyền đến phong lôi, cấp tốc gào thét chạy trốn về phía tây nam. Phía sau thân ảnh đó, vị Huyền Thiên tướng nọ đáp xuống, đạp trên quỷ sa, chậm rãi đến. Tay gã cầm một thanh trường thương u hỏa, trong mắt lạnh lùng, toàn thân lóng lánh kim quang như là mặt trời, nhìn qua thân ảnh sương mù bỏ chạy, nhàn nhạt mở miệng. Trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, tiểu quỷ sinh hoạt ở chỗ của ta rất tốt, mà nhìn trên phân thượng của tiểu quỷ, ta 3 lượt không giết tộc nhân của ngươi, nhưng lần tiếp theo ta sẽ khai sát. Lời của gã, từng câu từng chữ đều, có đủ lực lượng quy tắc hình thành lạc ấn, rơi tới phía sau thân ảnh đang chạy trốn, hóa thành trấn áp, khiến cho thân ảnh kia liên tục sụp đổ mất mấy chục lần, cuối cùng mới miễn cưỡng chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Theo thân ảnh ấy biến mất, quỷ sa dưới thân vị Huyền Thiên tướng nọ phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhoáng quay người một cái, đưa chủ nhân của nó đi về phương xa, chậm rãi không thấy tung tích.
Thiên địa khôi phục, Huyền Nguyệt Phường trên không trung tiếp tục đi về phía trước. Cả đám tu sĩ các Viêm Nguyệt tộc trong đó đều cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Chương 1886, xin được đoàn viên, 2. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Hắn muốn có một ngày, chiến lực bản thân có thể đạt tới trình độ uẩn thần. Hiển nhiên đội trưởng bên cạnh cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này có gì đâu, nếu như ta muốn, bất cứ giá nào cởi bỏ phong ấn đều có thể lập tức như vậy, còn tiểu Thanh ngươi, không vội không vội. Đội trưởng mở to mắt, quay đầu nhìn tới Viêm Nguyệt Phường càng dần càng gần. Đi, chúng ta đi bộ tới đó. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía vị Huyền Thiên Tướng rời đi, cùng đội trưởng bước phía trước, thẳng đến Viêm Nguyệt Phường. Trong lúc này, mặc dù cấm sơn trên đỉnh đầu hắn vẫn không cách nào bị thu vào, nhưng ở dưới sự kỳ dị của Viêm Nguyệt Phường nên cấm sơn có thể thu nhỏ lại, bay lơ lửng quanh trên đầu hắn. Phương thức vào Viêm Nguyệt Phường cũng rất đơn giản, đi vào là được. Nhưng yêu cầu đối với tư cách phải có đủ, chỉ có Viêm Nguyệt tộc mới có thể, nếu như là người ngoài, cần có lệnh bài. Cấp bậc lệnh bài của Hứa Thanh rất cao, vậy là đủ rồi, mà đội trưởng cũng xuất ra một tấm lệnh bài, mặc dù không phải lệnh bài tư cách tham dự đại săn bắn, nhưng có thể tiến vào Viêm Nguyệt Phường. Vì vậy sau khi cấm chế đảo qua, hai người bọn họ thuận lợi bước tới đầu đường trong Huyền Nguyệt Phường. Nhìn qua đám người xung quanh, chú ý tới trên đỉnh đầu một số ít người trong đó cũng có cấm sơn vờn quanh, Hứa Thanh xác định lời Nê Hồ Ly nói là chân thật, đội trưởng bên đó cũng thở dài. Xem ra, khâu thứ nhất thật đúng là chuyển núi. Nhưng mà trên đường chúng ta đã thử nghiệm, không cách nào thu hồi cấm sơn, bây giờ ở trong Huyền Nguyệt Phường cũng chỉ là bị thu nhỏ lại, như vậy ta đã biết rõ chỗ khó khăn của khâu thứ nhất này rồi. Đây là khiến cho người ta biểu lộ tất cả cấm sơn ra ngoài sáng, tiếp đó chém giết tranh đoạt lẫn nhau. Tiểu Thanh à, khâu thứ nhất này chắc chắn không thể thiếu máu tanh. Ngươi xem, rất nhiều kẻ sau khi thấy chúng ta là nhân tộc, ánh mắt đều không có thiện cảm. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Hứa Thanh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn qua bốn phương, trong phiên chợ hối hả, hắn chú ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới trên người mình, chuẩn xác mà nói là nhìn tới cấm sơn trên đỉnh đầu hắn. Khống chế biểu cảm một chút, lộ ra vẻ sợ hãi và khúm núm, đây cũng là nguyên nhân. Ta dẫn ngươi tới Huyền Nguyệt Phường, chúng ta tới đây để câu cá. Đội trưởng vẻ mặt căng thẳng dặn dò. Hứa Thanh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ như vậy hai người một đường đi về phía trước, theo quan sát, một cái phường thị tràn đầy phong cách dị vực dần dần nguyên vẹn hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh. Mặc dù kiến trúc nơi đây cũng là cửa hàng, nhưng người ra vào không nhiều lắm, nơi nhiều người nhất là cái loại quầy hàng cá nhân, bên trong bán đủ loại, thứ gì cũng có. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy máu thịt của tồn tại thần thánh và lại chấn động tràn ra rõ ràng không kém. Vậy này trong nhân tộc thuộc về món hàng thưa thớt, nhưng ở nơi đây, không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng có thể rất nhiều lựa chọn. Diện tích của Viêm Nguyệt tộc quá lớn, khiến cho vật giao dịch trong tộc cũng bao hàm toàn diện, thậm chí vật ngoại tộc cũng đều liên tiếp xuất hiện. Về phần bộ dáng chúng sinh trong phường thị cũng là như vậy. Hứa Thanh quét mắt qua một cái, đã thấy được không dưới mấy trăm tộc quần khác biệt. Nếu đặt vào lúc hắn còn chưa bước lên con đường tu hành nhìn thấy một màn như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng mình đã đến địa bàn của yêu quái. Mà kinh nghiệm của đội trưởng thì phong phú hơn Hứa Thanh quá nhiều, hiểu rõ về Viêm Nguyệt tộc cũng không ít, vì vậy sau khi đi một đoạn đường, đội trưởng lên tiếng nói với Hứa Thanh, chính mình chạy ra ngoài, ngồi xổm trước mặt một người đá màu xanh, co kè mặc cả cùng đối phương. Hứa Thanh tiếp tục đi đến, nhìn qua từng quầy hàng, tìm kiếm đồ vật mình cảm thấy hứng thú, cũng có không ít độc thảo. Trước một quầy hàng, Hứa Thanh nhìn bình bình lọ lọ cùng với thảo dược khô héo đặt ở bên trong, sau khi kiểm tra giá một chút, nửa canh giờ sau Hứa Thanh khẽ thở dài trong lòng. Không đủ linh thạch, trong phường thị này có rất nhiều vật mà hắn có hứng thú, nhưng giá cả đều cực kỳ kinh người, lấy tài lực của Hứa Thanh, linh thạch tùy thân cầm theo cũng là chưa đủ. Trừ phi hắn bán một chút vật phẩm của mình. Hắn đã rất lâu không thể nghiệm lại loại cảm giác thiếu khuyết linh thạch này rồi, cảm thụ bây giờ khiến hắn nghĩ tới thời gian còn ở Nam Hoàng Châu. Giá bán đồ trong Viêm Nguyệt có chút khoa trương. Hứa Thanh lắc đầu, đang muốn truyền âm cho đội trưởng, dự định rời khỏi phường thị, nhưng vào lúc này, cái đầu dung nhập bên trong thần tàng nhà tù 132 khu đinh rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền ra thần niệm kích động. Trấn thủ đại nhân vĩ đại anh Tuấn vừa vô địch lại nhân từ,
ta cảm nhận được khí tức của cố nhân, thỉnh ngài cho phép chúng ta đoàn viên. Hứa Thanh dừng chân lại, những năm gần đây trong lồng giam của nhà tù 132 khu Đinh Thủy Trung thiếu mất hai vị, một là búp bê, hai là cối xay. Sau khi hình ngục ti trong Phong Hải quận tan vỡ, hai vị này đã trốn mất vô tung vô ảnh. Hứa Thanh nghe cái đầu nói xong lông mi khẽ nhướng lên, sau khi nhìn xung quanh, hắn đi về phía một cái quầy hàng lớn cách đó, không xa. Chỗ đó buôn bán một chút vật lẫn lộn, cấp độ tu vi gì cũng có, vụn vặt lẻ tẻ, bay đầy trên đất. Trong đó có một con búp bê thiếu khuyết một cánh tay và mất một chân, nằm ở bên trong đống vật lẫn lộn, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Bên cạnh còn có nửa khối thạch bàn. Hứa Thanh bước đến, thân là người trấn thủ cùng với dung hợp nhà tù 132 khu Đinh, khiến cho búp bê lập tức cảm giác thấy khí tức của hắn từ trong tối tăm. Ánh mắt như chết của nó bỗng nhiên xuất hiện chấn động, chợt chuyển một cái, đã rơi vào trên người Hứa Thanh, sau khi sững sờ bỗng lộ ra vẻ kích động. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1887, gã là của ta, 1. Đối với búp bê mà nói, những chuyện trải qua trong những năm này khiến cho nàng cảm thấy nhà tù 132 khu Đinh thật sự là một cõi yên vui. Ở đó vô ưu vô lự, chết cũng không sao, còn có thể sống lại. Ở đó còn có người nói chuyện, có người cùng nhau giả thần giả quỷ, tuy rằng bên cạnh có một ngón tay thần linh đang ngủ, nhưng dẫu sao thì đa số thời gian thần đều ngủ say. Mặt khác, trong đó thỉnh thoảng còn có trấn thủ bị mình trêu đùa hí lộng. Mặc dù lúc ấy nó khát vọng tự do, nhưng sau khi chân chính có được tự do, nó phát hiện mình không hề sung sướng. Sinh hoạt ở bên ngoài thật sự quá mức đau khổ, đặc tính không chết khiến cho nó thường xuyên bị người lấy ra chơi với rất nhiều cách khác biệt. Vô cùng thê thảm. Cho đến bây giờ, đặc tính đó cũng sắp tiêu tán hết rồi, không cách nào làm cho tứ chi bản thân khôi phục. Nhưng ít nhất nó còn có thể chống đỡ, mà cối xay cũng thê thảm tương tự như nó, bây giờ đã sắp chết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất vài chục năm, đặc tính không chết hoàn toàn mất đi, nó cảm giác lúc đó mình khả năng sẽ lập tức trở thành tro bụi. Bây giờ nó đang đợi tử vong đến. Cho nên hai mắt của nó từ sớm đã vô thần, mà mặc kệ nó tưởng tượng như thế nào cũng không ngờ tới, vậy mà lại có thể cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh ở trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đối với nó mà nói, điều này rất bất khả tư nghị, bởi vì nơi này cách Phong Hải quận quá mức xa xôi. Vì vậy, đầu tiên nó sửng sốt, sau đó là kích động. Cho dù chỉ còn lại một cánh tay cũng dùng sức vỗ vỗ vào cối xay bên cạnh, nhưng đáng tiếc, cối xay vẫn không nhúc nhích. Mà cử động của nó cũng khiến cho chủ quán chú ý. Đây là một tu sĩ toàn thân mọc đầy lân phiến màu trắng, có phần đầu giống với nhân tộc, chỗ khác biệt chính là gã có ba con mắt. Con mắt ở chính giữa toàn bộ đều là màu trắng, tạo cho người ta có một loại cảm giác giống như có thể nhìn thấu hư vô. Thình lình trên đỉnh đầu của gã cũng có một tòa núi nhỏ đang vờn quanh. Hiển nhiên gã cũng là một trong những người tham dự đại săn bắn. Giờ phút này gã nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt đầu tiên là rơi tới ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu Hứa Thanh, sau đó nghiêm túc quan sát Hứa Thanh vài lần, rồi truyền ra giọng nói âm u, nhân tộc. Ngược lại cũng ít thấy trong Viêm Nguyệt. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, hắn đồng dạng nhận ra tộc quần của đối phương, Bạch Trạch tộc. Hứa Thanh không hề có hảo cảm gì đối với tộc quần này, bây giờ ở bên trong Hắc Linh Đại Vực, chính là Bạch Trạch tộc đang dốc toàn bộ lực lượng tham dự vào chiến tranh Hắc Thiên tộc. Vì vậy hắn không nói nhiều, một mực nhìn búp bê, vật đó bán như thế nào. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười, giơ tay lên chảo một cái, búp bê tức khắc bay tới, bị bàn tay tràn đầy lân phiến màu trắng của gã túm lấy vừa vuốt ve vừa bóp, búp bê lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù cấp độ của vật này rất thấp, nhưng khá thú vị, ẩn chứa bộ phận đặc tính của thần linh, có được ý niệm không chết, rất đáng giá nghiên cứu. Mặt khác, hồn phong ấn trong đó là hồn nhân tộc, còn là một nữ tu, tư sắc cũng không tồi, mặc dù ta đã chơi chán rồi, nhưng giá trị của nó vẫn là không nhỏ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nhìn tới và quan sát biểu cảm của Hứa Thanh, cười mở miệng. Chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi? Nếu như là vậy, ngươi có thể lấy cấm sơn trên đỉnh đầu ra để trao đổi. Còn có nửa cối xay đó cũng đồng nguyên cùng con búp bê này, nhưng đáng tiếc nó sắp tiêu tán rồi. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi với tư cách vật tặng kèm. Lời của tên tu sĩ Bạch Trạch đưa tới tu sĩ bốn phía chú ý, vì vậy bỗng có từng ánh mắt quét tới nơi đây,
cũng có một chút tiếng giễu cợt truyền đến. Từ sau khi vào tòa phường thị, Hứa Thanh đã cảm nhận được quá nhiều ác niệm từ những ánh mắt nơi đây, trong đó khinh miệt chiếm đa số. Nhân tộc suy tàn khiến cho bây giờ trong mắt những tộc mạnh, mặc dù địa vị của bọn họ không hẳn là ti tiện, nhưng cũng không được đặt vào trong lòng, cứ thoải mái ức hiếp hay là khi dễ, giết cái là xong. Chẳng qua trên đỉnh đầu của Hứa Thanh có cấm sơn vờn quanh, lộ ra thân phận người tham dự đại săn bắn, mới khiến cho nhiều kẻ hơi coi trọng một chút. Bởi vì vào thời điểm đại săn bắn, chém giết giữa người tham dự là một trong quy tắc, nhưng người không có tư cách không thể xuất thủ. Đối với tiếng giễu cợt cùng với ánh mắt bốn phía, vẻ mặt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước, lắc đầu quay người muốn đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận cái giá tiền đó. Mắt thấy Hứa Thanh rời đi, tên tu sĩ Bạch Trạch dùng sức bóp búp bê, nhưng vào lúc này búp bê lại nghiến răng, toàn lực kiềm chế xung động không có kêu thảm thiết, có chút ý tứ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười, nhìn qua Hứa Thanh rời đi, ánh mắt khẽ híp lại, con mắt thứ ba trên trán thoáng lộ ra một vòng tia sáng trắng cực nhỏ khó phát hiện. Trong đó lập tức hiện ra hư ảnh bốn tòa bí tàng. Linh tàng tứ bí, tên tu sĩ Bạch Trạch tộc thì thào, trong lòng, con mắt thứ ba khôi phục như thường, bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu nhân tộc, 100 cân máu thịt tồn tại thần thánh thượng phẩm, thế nào? Hứa Thanh dừng bước chân lại, đáy lòng suy tư một phen, hắn có thể cảm giác được nếu như nhà tù 132 khu đinh đầy đủ hết thành viên, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa, mà quan trọng nhất, đây là một trong suy nghĩ của hắn. Hắn là người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, là do lão cung chủ sắc phong. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm mặc một chút, hắn xuất ra một chiếc túi chữ vật. Hắn có máu thịt tồn tại thần thánh, thu được lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mấy trăm cân vẫn là có đủ. Hứa Thanh ném túi chữ vật tới phía đối phương. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc tiếp được, sau khi cảm thụ một chút, gã hài lòng gật đầu, rất tùy ý ném búp bê trong tay đi. Còn có cả cối xay nọ cũng bị gã phất tay bay lên, vứt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hất tay áo lên, thu hồi búp bê cùng cối xay, quay người rời khỏi. Nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, tên tu sĩ Bạch Trạch tộc liếm liếm bờ môi, bắt đầu sắp xếp lại đống đồ vật lẫn lộn mình bày ra. Chương 1888, gã là của ta, 2. Về phần Hứa Thanh bên đó, hắn vừa đi vừa đưa búp bê cùng cối xay vào trong nhà tù 132 khu đinh, một khắc vào trong lồng giam. Cái đầu cùng sư tử bằng đá, còn có lão đầu đan thanh tộc đều xuất hiện mức độ kích động khác nhau. Ngay cả ngón tay thần linh cũng tràn ra một tia khí tức, khiến cho búp bê nhanh chóng khôi phục, cối xay cũng dài ra một nửa khác. Đoàn viên, cái đầu nở nụ cười. Ngay sau đó, nhà tù 132 khu đinh đã bắt đầu rung động lắc lư, toàn bộ phạm nhân trở về, khiến cho nhà giam bị ách vận chớ chú trở lên nguyên vẹn, một cỗ thuế biến chậm rãi bốc lên ở bên trong. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, thu hồi thần niệm, khóe mắt liếc nhìn về phía quầy hàng của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc, tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, Hứa Thanh gặp lại cùng đội trưởng. Vẻ mặt của đội trưởng vẫn căng thẳng, nhưng trong mắt lại lộ ra thỏa mãn, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như dê béo chột dạ, vội vàng lôi kéo Hứa Thanh rời khỏi. Ta câu được 7-8 tên, đoán chừng còn có một chút, người không phải đi, ta dụ chúng tự động đi đến. Còn ngươi thì sao Tiểu Thanh, thu hoạch thế nào? Có một tên, Hứa Thanh truyền âm, chỉ một tên. Cá lớn hả? Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hưng phấn, hai người không nói tiếp nữa, nhanh chóng rời khỏi Huyền Nguyệt Phường, bày ra bộ dáng toàn lực ứng phó cấp tốc bay về xa xa. Theo bọn hắn rời khỏi, thời gian dần trôi qua, hai người khống chế tốc độ trên đường, mặc dù không hề dừng lại, nhưng tổng thể khống chế trên trình độ linh tàng có thể đuổi theo. Nhưng cho đến nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy kẻ nào xuất hiện. Đội trưởng có chút kinh ngạc. Không thể nào, từ lúc nào mà tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trở lên thành thật như vậy rồi hả? Chẳng, lẽ ta còn không làm rõ ràng? Hay là quá rõ ràng? Đội trưởng có chút tiếc nuối, liên tiếp quay đầu lại nhìn. Hứa Thanh cảm giác một chút, nhìn qua nơi chân trời xa, bỗng nhiên mở miệng. Cũng có một khả năng là do có một phương xuất động, khiến những kẻ có mục đích riêng từ bỏ, giống như cấm khu lúc trước, bị người ta đặt ấn ký lên. Hứa Thanh nói qua, giơ ống tay áo lên, độc cấm tràn ra, hơi chạm lên bên trên. Nguyên bản trên ống tay áo bình thường, lập tức xuất hiện một ấn ký nhỏ bằng móng tay như ẩn như hiện.
Đây là một tên bạch trạch tộc tham dự đại săn bắn bí mật lưu lại cho ta, gã kín đáo cảm giác qua tu vi của ta. Đoán được ta là linh tàng bốn tòa bí tàng, mà gã là linh tàng đại viên mãn. Cho nên, chúng ta lại chờ một chút, gã có một tòa cấm sơn. Thân thể Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái, bay tới một ngọn núi phía dưới, ngồi xuống. Hai mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi, ngồi ở bên người Hứa Thanh, trơ mắt nhìn tới màn trời. Một lúc lâu sau, khi nhìn thấy chân trời có ba đạo cầu vồng xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra cảm giác hưng phấn. Ba đạo cầu vồng phía chân trời bay với tốc độ cực nhanh, giống như có thể cảm ứng được phương hướng, giờ phút này vạch phá phía chân trời. Gào thét lao về phía Hứa Thanh, lúc còn cách ngàn trượng thì cầu vồng dừng lại, hóa thành ba thân ảnh. Đó là ba tên tu sĩ bạch trạch tộc. Tên tu sĩ phía bên phải chính là người đã bán búp bê cho Hứa Thanh, về phần tu sĩ ở giữa. Quần áo rõ ràng hoa lệ không ít, khí tức trên thân cũng siêu việt tên chủ quán nọ, đạt đến quy hư nhất giai. Tên cuối cùng thì là linh tàng đại viên mãn. Sau khi ba tên bạch trạch tộc xuất hiện, gã chủ quán chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, thấp giọng nói vài câu với quy hư bạch trạch tộc bên cạnh. Sau đó chú ý đến trên người đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh, tương tự như còn bên trong Huyền Nguyệt Phường, nở nụ cười. Nhân tộc, mặc kệ các ngươi có phải đang câu cá trong Huyền Nguyệt Phường hay không, nhưng sau khi ta nhìn thấy các ngươi, cũng không có ý định tự mình đi tới. Tòa cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi, chúng ta lấy chắc rồi. Mặt khác, mặc dù không biết thân phận của ngươi ở nhân tộc là gì, nhưng ta vẫn có thể không cần trả phí nói cho ngươi biết hai tin tức về nhân tộc các ngươi bây giờ. Tên tu sĩ bạch trạch tộc nhìn tới cấm sơn trên đỉnh đầu của Hứa Thanh, liếm liếm bờ môi. Hiện giờ chiến trường Tây Bắc của nhân tộc các ngươi đã gặp phải thế thất bại, tuy bị quốc sư của các ngươi cưỡng ép đè xuống. Nhưng đại tế ti của Tư Ách tộc cũng đến chiến trường, nghe nói ảnh ma tộc bị kinh động cũng tới tham dự nữa thì phải. Khu vực Tây Bắc của các ngươi đang tràn đầy nguy cơ. Về phần chiến trường Hắc Thiên tộc, mặc dù tộc của ta bị đại quân của các ngươi kiềm chế, mà lực lượng phong hải quận rất nhanh bình định Hắc Linh đại vực, nhưng các ngươi có biết không, kiềm chế như vậy vốn là mục đích của chúng ta. Hai địa phương này, nhân tộc các ngươi tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hai cánh tay của ngươi đều bị trói buộc rồi, vậy khi ta đâm một thương về phía trái tim, ngươi lại trốn như thế nào đây? Nụ cười trên mặt của tên tu sĩ bạch trạch tộc rất càn rỡ, gã đứng trên không trung nhìn xuống Hứa Thanh. Trong lúc ta đang nói chuyện, có khả năng nhân tộc các ngươi lại có thêm vài trăm người chết trên chiến trường rồi đấy. Nói xong, tên tu sĩ bạch trạch tộc quan sát vẻ mặt của Hứa Thanh, mỗi một câu nói của gã đều có dụng tâm kín đáo, mục đích là thu hút hai người Hứa Thanh rời khỏi ngọn núi phía dưới. Gã có thể thông qua cảm thụ từ ấn ký biết được hai người Hứa Thanh dừng lại ở chỗ này. Tính cách cẩn thận khiến gã cho rằng đối phương có thể sẽ bố trí gì đó ở dưới mà gã không muốn mạo hiểm. Nhưng đối với Hứa Thanh và đội trưởng đã trải qua quá nhiều sự tình mà nói, bọn họ có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy những tâm tư của đối phương. Gã là của ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai tên khác để ta xử lý, ta đã rất lâu không ăn bạch trạch tộc rồi. Đội trưởng nở nụ cười. Trong lúc hai người nói, thân thể của họ nháy mắt tan biến, giữa không trung, bốn phía xung quanh ba tên tu sĩ bạch trạch tộc bỗng hiện ra mũi nhọn. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1889, giống dê nhưng lại như ma, 1. Bên trong những tộc quần phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bạch trạch tộc cơ bản không có trong bảng xếp hạng, càng khó có thể so sánh cùng với Tư Ách tộc. Bởi vì trong lãnh địa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên có quá nhiều tộc quần giống như bạch trạch tộc. Bình thường mà nói, loại tộc quần giống như bạch trạch tộc đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ cố hết sức thể hiện ra sự hung tàn đối với ngoại tộc. Nhưng đối với bổn tộc Viêm Nguyệt cùng với những tộc phụ thuộc tầng cao hơn, bọn họ sẽ khúm núm, không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Giữa thiên địa lập lòe mũi nhọn, giọng nói của đội trưởng vang vọng bát phương. Thế nên bọn họ không dám tranh đoạt với những người tham dự đại săn bắn của tộc quần khác, tự nhiên khi nhìn thấy chúng ta sẽ cho rằng đây là một con dê béo. Trong lúc đội trưởng đàm tiếu, ánh sáng màu lam bộc phát, một cỗ hàn ý giống như có thể đóng băng hư vô nháy mắt bao phủ ngàn dặm bốn phía. Ngàn dặm giống như rét đậm phủ xuống, ngọn núi dưới đất chớp mắt hóa thành băng sơn, cỏ cây xung quanh hóa thành băng điêu, ngay cả mây mù trên trời cũng đều có trọng lượng, rơi xuống đại địa. Lại càng không cần phải nói tới ba tên tu sĩ bạch trạch tộc. Nhưng,
có một loại thú vật trong cấm địa, bề ngoài của nó giống như dê, nhưng dân bản xứ lại gọi chúng nó là ma. Đội trưởng giơ tay lên, nhấn một cái về phía tu sĩ bạch trạch tộc. Thân sắc của tên quy hư nhất giai cùng với linh tàng đại viên mãn bỗng riêng phần mình biến đổi. Phía trước khá tốt, tu vi quy hư nhất giai khiến cho gã ta đối với quy tắc cùng pháp tắc đã có đạo của chính mình. Cho nên những sợi tơ bốn phía hình thành hỏa lò quanh thân thể bỗng nhiên bộc phát. Nhưng hiển nhiên tên linh tàng đại viên mãn bên cạnh không bằng gã ta được, cho dù năm tòa bí tàng bốc lên như thế nào cũng đều khó có thể dung chuyển sự đóng băng. Dưới trời đất biến đổi, thân thể của gã không cách nào điều khiển mà tự động rơi xuống. Một màn này khiến cho nội tâm bọn họ chấn động, đáy lòng lộp bộp, đồng thời tên tu sĩ gây nguyên nhân chính của lần này. Vị chủ quán bán hàng nọ, sắc mặt của gã cũng lập tức biến hóa, thân thể chợt lui về phía sau. Gã cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử ập đến, cũng nhìn thấy tình thế đột nhiên xuất hiện kịch biến, tất cả chênh lệch quá lớn cùng với suy đoán lúc trước của gã. Nhưng giờ phút này gã cũng không kịp lo lắng quá nhiều, toàn diện phóng thích tu vi linh tàng đại viên mãn của mình. Năm tòa bí tàng tuôn ra hỏa diễm ngập trời, thậm chí trong giờ khắc nguy cấp, gã còn theo bản năng thiêu đốt một chút sinh cơ của bản thân. Dùng việc đó để đổi lấy lực lượng gia trì, một cái chớp mắt rời xa, nhưng vẫn đã chậm. Hầu như ngay khi tên chủ quán bạch trạch tộc lao ra, thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện ở phía sau gã. Dù cho tốc độ của tên tu sĩ bạch trạch tộc đó nhanh như thế nào, cũng đều không có tác dụng, không thoát được khỏi Hứa Thanh nửa điểm. Hứa Thanh phía sau một thân đạo bào phiêu đãng, tóc dài bay múa, tay phải trắng nõn như ngọc khẽ giơ lên, không có bất kỳ khí tức khói lửa nào. Nhưng trong tay lại cầm một con dao găm màu đen quấn bằng vải bọc xác chết, bên trên tràn ra khí tức tử vong nồng đậm đến tột cùng. Khí tức đó xâm nhập bốn phương, cũng làm cho tâm thần của tên tu sĩ bạch trạch tộc nổ vang. Tử vong hóa thành thủy triều bao phủ, gã muốn né tránh, nhưng dường như thân thể vừa vặn mất đi năng lực nhúc nhích. Gã muốn đối kháng, nhưng uy hiếp đến từ tên tu sĩ nhân tộc sau lưng hóa thành trấn áp, năm tòa bí tàng của gã đều sụp xuống. Gã muốn kích phát năm tòa thiên đạo của chính mình, nhưng hình thức ban đầu chúng nó đang run rẩy. Tu vi nghiền ép, thiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép. Vì vậy nội tâm của gã tràn ngập cảm giác hoảng sợ, cho đến hơi thở tiếp theo, tay Hứa Thanh từ phía trước xuyên qua bên cạnh phần cổ của tên tu sĩ bạch trạch nọ, dao găm cầm trong tay cũng cứa vào trên cổ của đối phương. Tương tự như khi còn bé, hung hăng cắt, máu tươi phun trào, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng ồ ồ truyền ra, đầu thân chia lìa. Sau đó rơi xuống đại địa, từng sợi hồn ti từ trên người Hứa Thanh kích xạ ra, nháy mắt đuổi theo và chui vào trong đó, muốn thôn phệ hồn của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ. Rất nhanh, cỗ thi thể của gã đã héo rũ, hồn ẩn chứa trong đó bị hồn ti của Hứa Thanh hấp, thu điên cuồng, chuyển hóa thành càng nhiều hồn ti hơn nữa, lúc này mới bay ra ngoài. Về phần thi thể, đã thành cho bụi. Cùng lúc đó, một chỗ chiến trường khác ở nơi đây, đội trưởng nhe răng cười, bên trong thân thể phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng màu lam. Bên trong mỗi một đạo ánh sáng đều tồn tại một con nhuyễn trùng màu lam, từ bốn phương tám hướng hướng bao bọc tới phía tên tu sĩ bạch trạch tộc quy hư nhất giai. Dù cho gã ta vùng vẫy và phản kích như thế nào cũng đều vô ích, trong chớp mắt, tên tu sĩ quy hư bạch trạch tộc đã bị vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh, hình thành một quả cầu thịt màu lam thật lớn. Cẩn thận nhìn tới, quả cầu thịt đó kinh khủng vô cùng, đồng thời cũng có âm thanh nhấm nuốt cùng với tiếng kêu rên thê lương truyền ra từ bên trong. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, phát hiện ra chiến lực của đội trưởng, nếu so với trận đánh cùng tên tu sĩ viêm nguyệt tộc lúc trước thì đã mạnh hơn một chút. Hiển nhiên trên đường cùng nhau đi tới, đội trưởng với tính cách hiếu thắng, đã bí mật thu hoạch không nhỏ. Hứa Thanh nở nụ cười, giơ tay phải lên tiếp lấy hồn ti thôn phệ xong tên chủ quán bạch trạch tộc trở về. Trong lúc hồn ti dung nhập, bên trong quả cầu thịt do đội trưởng hóa thành, tiếng kêu rên tan biến, theo nó nhúc nhích, thân hình của đội trưởng lại ngưng tụ ra, vừa liếm môi vừa nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh à, vị của bạch trạch tộc vẫn ngon như vậy, mặt khác, ta từ trong trí nhớ của đối phương đã biết được hai tin tức rất thú vị. Chương 1890, giống dê nhưng lại như ma, 2. Tin đầu tiên là, gã mà ngươi lựa chọn chính là một tên thiên kiêu trong bạch trạch tộc, cực kỳ giỏi về ẩn nấp, mà tên ta giết nhìn như mạnh hơn so với gã. Nhưng chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào quy hư, còn chưa có thành bao nhiêu đạo, trong trí nhớ của gã ta,
hai người bọn họ đã từng giao chiến, gã ta là một phương bị tập kích đánh bại, mà phế vật nhất chính là tên này. Đội trưởng nói xong giơ tay lên chảo một cái, tên tu sĩ bạch trạch tộc bị đóng băng rơi xuống đất lúc trước, thân thể mất đi ý thức lập tức rơi vào trong tay của y. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn đã nhận ra, số lượng hồn ti trở về có chút không đúng, thiếu đi một bộ phận. Lại kết hợp với lời đội trưởng nói, hiển nhiên tên chủ quán bạch trạch tộc nọ có những phương pháp bảo mệnh khác, thoạt nhìn như tử vong, nhưng trên thực tế là giả chết ẩn nấp. Bốn phía trống trải, không có bất cứ ba động gì, nếu như đổi thành người khác, khả năng sẽ không có biện pháp lập tức tìm được, chẳng qua đối với Hứa Thanh mà nói, việc này cũng không phải là khó. Hai mắt của hắn lập tức biến thành đen nhánh, độc cấm bỗng nhiên tản ra, nhanh chóng lan tràn về bát phương, những nơi đi qua, thiên địa đều là độc. Đội trưởng bên đó trừng mắt, lại phóng độc, tên trong tay của ta cũng không thể lãng phí được, là nguyên liệu nấu ăn rất tốt đấy. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, thể phát ra ánh sáng lóng lánh màu lam, đồng thời thân thể của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ cũng nhanh chóng cải biến, cuối cùng thế mà lại hóa thành trên 100 quả táo xanh, phân tán ra ngoài. Đội trưởng cuốn tay áo thu lại, sau đó thân thể hóa thành ánh sáng màu lam dung nhập vào hư vô. Cứ như vậy, theo độc cấm của Hứa Thanh khuếch tán bốc lên, hư vô xa xa bỗng vặn vẹo, một con mắt màu trắng lớn chừng quả đấm hiển lộ ra ngoài. Bên trong con mắt lộ ra kinh hãi, càng có quyết đoán. Lúc trước gã cách quá gần, không dám truyền tống vì sợ bị cắt đứt, vốn định ẩn nấp đợi đám người Hứa Thanh rời khỏi, đồng thời lặng lẽ di chuyển phòng ngừa vạn nhất. Nhưng gã không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như thế, vì vậy gã lập tức không chút do dự triển khai truyền tống, theo chấn động tràn ra, con mắt trong chốc lát lần nữa mơ hồ, muốn thuấn di rời đi. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, vung tay phải lên, hồn ti trong cơ thể ầm ầm tản ra, cấp tốc sắp xếp tổ hợp trước người hắn, trong chớp mắt đã tạo thành một tòa nhật quỹ cự đại. Theo quỹ châm di chuyển, pháp tắc thời gian lập tức phủ xuống thiên địa. Nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, chỗ con mắt truyền tống, thời gian bỗng nghịch chuyển, sương mù đảo ngược. Chấn động truyền tống tản ra bên ngoài đang quay trở lại bên trong, con mắt trong đó cũng từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Biểu cảm hoảng sợ cũng tương tự như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng nhật quỹ tiêu tán, con mắt trắng co rút lại, muốn lần nữa truyền tống và ẩn nấp, nhưng đã không kịp nữa, thân ảnh Hứa Thanh đã xuất hiện ở ngay phía trước nó rồi. Tay phải giơ lên, tùy tiện vỗ, con mắt đỏ thẫm, truyền ra âm thanh từ linh hồn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, dưới sự cường thế tuyệt đối, sự chống cự của nó không có ý nghĩa. Phịch một tiếng, con mắt tan vỡ, nhật quỹ hóa thành hồn ti lập tức chui vào, lúc trở về đã đưa theo càng nhiều hồn ti hơn nữa, từng sợi dung nhập vào trong cơ thể của Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này bên ngoài thân thể của Hứa Thanh có vô số hồn ti đỏ thẫm nhúc nhích, chúng nó chui vào tạo thành lay động, khiến cho cả người Hứa Thanh giống như ma quỷ. Giờ phút này thân ảnh đội trưởng cũng hiện ra, cười ha hả nhìn tới Hứa Thanh, đồng thời cầm lấy một quả táo xanh đặt ở trong miệng gặm một miếng. Tiểu Thanh, nhìn qua bộ dạng của ngươi không giống như là người tốt. Hứa Thanh nhìn tới quả táo trong tay đội trưởng, không nói chuyện. Đội trưởng giơ tay lên, ném một quả qua. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt tới trong miệng cắn một miếng, hương vị rất là ngọt ngào. Với những gì hắn đã trải qua từ nhỏ mà nói, ngoại trừ thịt của đồng tộc ra, trên cơ bản cái gì cũng đã ăn rồi. Mắt thấy Hứa Thanh cũng giống như mình, đội trưởng vui vẻ, khoác tay ôm lấy bờ vai Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Còn có một tin nữa. Một vị quyền quý của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vì chúng mừng đại săn bắn, nguyện ý mở ra cấm khu sở hữu trong lãnh địa, cung cấp cho toàn bộ tu sĩ tham dự đại săn bắn. Mà trong năm cấm khu trên lãnh địa của vị quyền quý Viêm Nguyệt đó, có một chỗ có hơn 20 tòa cấm sơn. Căn cứ thông tin ta vừa lấy được, bây giờ chúng ta nhanh chóng xuất phát, có lẽ có thể đuổi kịp. Ngươi đã có tư cách đại săn bắn, vậy thì lần này chúng ta chơi lớn con mẹ nó luôn đê, chúng ta có thể lấy thân phận càng hợp lý tiến nhập vào thần vực, hoàn thành đại sự của ta, mặt khác. Nói không chừng còn có thể lăn lộn được chức huyền thiên tướng. Tiểu Thanh à, đại sư huynh sẽ toàn lực giúp ngươi. Đội trưởng vỗ vỗ ngực, hai mắt sáng lên. Ngươi nhớ kỹ sau khi chúng ta thành công và ngươi thật sự trở thành huyền thiên tướng, phải đưa bộ đồ đó cho ta mượn mặc vài năm. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, vung tay phải lên, cấm sơn thuộc về vị chủ quán bạch trạch tộc nọ lập tức bay tới đỉnh đầu của bản thân. Hai tòa cấm sơn vờn quanh lẫn nhau, giữa cả hai có từng đạo tia chớp màu đỏ giao thoa, như là kéo sợi.
thi thoảng còn có tia chớp đụng chạm hình thành tia lửa chiếu rọi bát phương, cách rất xa đều có thể trông thấy. Đại sư huynh, ngươi nói xem muốn trở thành thứ nhất phải có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua hai tòa núi bên trên, bỗng nhiên mở miệng. Dù gì cũng phải 100 tòa đúng không? Đội trưởng thuận miệng nói. Vậy thì 100. Trong mắt Hứa Thanh bốc lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái phóng nhanh về phía xa. Đội trưởng trừng mắt nhìn, tươi cười theo kịp, rất nhanh thân ảnh của hai người đã biến mất ở cuối chân trời. Cùng tiến về phía cấm khu của vị quyền quý Viêm Nguyệt Huyền Thiên mở ra để chúc mừng đại săn bắn. Các bạn vừa nghe xong tập 189 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.